Mai cầu viết, quỳnh trung trung, trung quang ngân đạo gồm. Ông biết. Mai cầu viết trung tín, đồ quang ngân đạo gồm. Ông biết. Ai cầm đạo, ai cầm trường tài. Ông biết. Không biết, không biết, đồ quân hiệu. Không biết hả mày? Đứng đầu hả? Mày biết phải làm gì, phải không? Dạ. Trời ơi, tôi có biết cái gì đâu. Tiến lên. Báo cáo trung úy, đã gặp bọn phiến loạn ngoài chợ, xin trung úy định liệu. Tấn công chi nhiều chúng. Dạ. Cứ để mặc tôi, xông lên đi gạt bọn chúng đi. Anh Tám, đi. Đốt chợ này đi. Cô gái đẹp, cô là chính tình.
Brûlez tout, tuez-les tous. Vengeance pour l'espérance. Đốt sạch, giết sạch, trả thù cho tàu Esperance. Đứng lại. Không ai có thể sống mãi. Tất cả chúng ta đều cũng phải nằm xuống theo thời gian. Nhưng chắc gì các anh có được cái chết đẹp như em, hả Mỹ? Tôi tập thể anh em. Con gái gỗ nó chết rồi, nhưng lòng yêu nước, căm thù giặc của anh em còn sáng rực như ánh mặt trời. Như vậy coi như gọi lượt an ủi rồi. Các anh em mình để đi trả thù cho A Mỹ. Em sớm ra đi, nhưng đã để lại nỗi khiếp sợ cho lũ sói lang xa với người phụ nữ An Nam chúng ta. Anh Trực và tất cả các anh em đây, xin thề trước vong hồn em rằng các anh sẽ quyết tâm tiêu diệt tất cả lũ hại dân bán nước để trả thù cho em. Dẫn một số anh em dòng ra phía bên kia dừng phục kích. Khi ở đây nổ súng, bọn địch sẽ tạt ra đó, thì chú chớp thời cơ đánh vào sừng chúng. Diệt một số rồi rút ra cuối sớm để cùng anh em ở đây rút lui về Đồng Tháp, nhớ chưa? Dạ nhớ. Còn hai, tôi sẽ có cách. Đi đi. Dạ. Thank you.
Nhanh lên bạn, mau lên. Mày hả? Mẹ mày, làm đi, làm đi, mày làm chứ. Mẹ mày làm biến không? Quân làm biến. Đồng chí Giang làm phát. Tính thằng này luôn chứ. Ừ, tha sao được.